Để gọi điện nhá. Đây này. Anh cắm cái này là đúng phước thì nó đen nó sáng lúc mới làm ấy. Đây nha, đây là tắt này. Đây là điện một chiều này, anh dùng thì anh đo chẳng đo ác quy là mình dùng này. Còn nếu đo điện sai chiều anh chuyển sang đây nha. Ví dụ điện này. Vâng, đo ác quy nguồn đấy. Còn đây là điện, điện sai chiều này. Điện sai chiều thì chẳng hạn như bây giờ em đo thì nó sẽ hiện lên là 200 hơn 220V anh xem. Điện này chưa? 239V. Là điện này nó đủ là 220V một tí. Đấy, còn nếu anh muốn đo tần số này, chuyển sang này, tần số này. Còn đây nha, thông mạch này, thông nha. Cơ gánh cấp vào đây. Cắm vào đây này. Mình biết ngay là nó thông mạch hay không là... Anh thấy chưa? Đây chưa? Thấy chưa? Đấy có điện nha. Đây này. Thấy chưa? Ví dụ như đi đường ngầm chẳng hạn nó đứt dây nó sẽ không kêu. Nó mấy chức năng cơ bản vậy thôi. Đấy, còn nếu như anh cần khai thác thêm thì có thể mình về mình tìm thêm. Không dùng nữa thì anh tắt cho em nhé. Tắt cho em để em giảm trong này nhá. Giảm sao còn nguyên vậy? Xin nhá.